Vâng, xin chào bác, đến với kênh xe đạp. Và mai giới thiệu bác một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ, Czech. Vâng, cái thương hiệu khá nổi tiếng dòng xe địa hình rồi. Model Series 4300. Vâng. Các bác lâu năm đạp xe đạp lâu năm thì các bác biết từng thương hiệu Czech là một trong những dòng top 10 xe đạp thương hiệu nổi tiếng thế giới về dòng xe địa hình. Và hôm nay bên em mới về một mẫu xe dòng địa hình của Czech Model 4300. Vâng, bây giờ em xin mở giới thiệu xe. Vâng, xe có tông màu ghi đen các bác nhá. Đây là một mẫu xe địa hình mang thương hiệu của Mỹ, Czech Series 4300. Vâng, các bác đọc mà đạp xe địa hình thì không còn gì xa lạ đối với thương hiệu Czech nữa rồi. Một thương hiệu Mỹ khá nổi tiếng về dòng những dòng xe địa hình Model 4300 Series. Xe làm từ hợp kim nhôm. Vâng, tổng thể xe em đoán khoảng tầm trên 85%, vì đây là những dòng xe mẫu địa hình, đâm ra là không thể tránh khỏi những cái vết xước rồi. Nhưng tổng thể xe nó rất là đẹp lắm nhá, không ảnh hưởng gì những vết xước sát nhỏ đây, các bác nhìn rõ những vết ti rồi đấy, không thể tránh khỏi. Tổng thể xe còn rất là đẹp. Xe có tông màu chủ đạo là màu ghi đen. Đây là một thương hiệu khá nổi tiếng về dòng địa hình Czech, thương hiệu Mỹ. Và trước đây em đã có về một vài chiếc xe Series 4300 này rồi. Thì nay em về thêm một chiếc nữa. Và nó nhìn rõ. Tổng thể xe vẫn trên 85%. Có một vài vết xước nhỏ trên khung xe nhưng mà không ảnh hưởng đến xe cả. Dòng Czech này vẫn được chạy với dây êm sườn, đời cao với dòng xe địa hình Czech 4300 Series. Thêm sườn cho các bác nhìn thấy rõ ấy. Và điều đặc biệt của dòng Czech này thì tất cả những cái dòng phụ kiện như là ghi đông cọc yên và vành xe được đặc quyền của chính hãng của dòng Bontrager, thương hiệu rất là nổi tiếng của thương hiệu Mỹ. Đây các bác nhìn thấy Bontrager đây, về làm những đường cọc yên, cốt yên và ghi đông và vành xe của thương hiệu Mỹ. Tay lắm mét ram, tay lắm chính hãng của thương hiệu Mỹ đây, SRAM đấy. Tay lắm mút cầm rất là êm và chắc tay không nhá, còn cũng còn rất là đẹp, rất là mới. Tay lắm bộ chuyển động Shimano Acera. Những bác nào yêu thích những dòng địa hình thì không thể bỏ qua những cái chiếc dòng Czech Series này được rồi. Shimano Acera, những dòng Czech này đi rất là lướt không nhá. Đằng trước này thì biểu tượng và logo hình chiếc khiêng của chính hãng Czech. Xe được sử dụng với cặp sóc dầu, sóc dầu sân tua may vào vành chính hãng của Bontrager. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng, em mà các bác đã từng biết qua rồi. Đấy, thương hiệu rất là nổi tiếng về làm về những cái đồ linh phụ kiện của những dòng xe cao cấp về địa hình Bontrager. Và thường nó xuất hiện trên những cái dòng xe của hãng Czech các nhá. Và nguyên bánh cũng là bánh nguyên bản theo hãng, cũng là bánh của Bontrager đây, có nhìn rõ. Kích thước lốp là 26 x 2.20. Lốp xe tăng vẫn là những dòng lốp gai to. Đây những bác mà những hỏi em về những cái thương hiệu địa hình của Czech thì là em về một chiếc đây. Vẫn là Sony 4300. Cọc yên và yên xe cũng ở chính hãng sau xe, cũng mang thương hiệu của Bontrager. Và thương hiệu Bontrager này hình như đặc quyền của làm cho những cái linh phụ kiện của dòng Czech này rồi. Đây các bác nhìn đằng sau ấy, yên đây cũng là cái cốt yên của nó, Bontrager đây.
em quên. Đây là xe có khung size 17,5 frame. Tức là size size S, size tầm size 45, 46. Thì là bắc cao bằng 1m6 ngồi với 1m7. Bên dưới này là chữ Design in Winter. Đấy. Và website chính hãng của dòng Czech. Đây bên dưới này thì là có cái bộ mút chống va đập xích xe bên dưới của quả Czech cho các bạn nhìn rõ đấy. Đuôi đĩa Shimano chính hãng. Bedan Vigo. Củ đề Alivio Shimano. Xe được trang bị với 9 tầng lip các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng lip. 3 đĩa cho một của xe 27 tốc độ. Vâng, đằng sau cũng là cặp vành và lốp chính hãng của dòng Voyager. Đấy. Các bác có thể thấy rõ đây. Vành và lốp chính hãng của Voyager. Và hầu hết những cái dòng địa hình Czech và hãng Czech này đều đặc quyền cho cái linh phụ kiện của sản phẩm của hãng hiệu Voyager. Chuyên về dòng địa hình. Vâng. Đấy. Và bây giờ em xin phép chuyển động hoạt động của xe các nhé. Vâng, và bây giờ là đi hoạt động chi tiết của camera. Và hoạt động của xe các nhìn thấy rõ đấy. Lên lip này. Vâng, xe được sử dụng có 9 tầng lip chính hãng của Shimano. Và cặp Mayer vành cặp của dòng Voyager thương hiệu Mỹ gắn liền với những cái dòng Czech chúng lip này. Rất là nổi tiếng, các bác có thể lên trên mạng và tham khảo thêm về cái dòng thương hiệu Voyager liên tục liên tục kiện. Vâng, rất êm và mượt. Hầu như không một lỗ chi tiết nhỏ nào ạ. Bên tầng đĩa đây. Xe sử dụng với 3 đĩa. Rồi xuống đĩa, lên đĩa. Rất êm và mượt. Đấy, các bác có thể thấy rõ đây là dòng địa hình khá là cao cấp. Tôi đi 4.300 check chạy với rơi âm sườn. Nơi tất cả cặp vành này, cốt niên và cái ông của chính hãng Voyager các nhá. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe mang thương hiệu của Mỹ Czech Alpha Soli 4.300. Có giá rất tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký theo các kênh và hẹn các bác vào chương ngày mai.